Chiều nay, Đảng ủy khối các cơ quan thành phố Đà Nẵng tổ chức tập huấn nghiệp vụ về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch năm 2023. Tại chương trình, các đảng bộ đảng viên đã được nghe Trung tá Tiến sĩ Lê Hoàng Việt Lâm, giảng viên chính trị Trường Đại học An ninh Nhân dân, thông tin về chuyên đề Kỹ năng tiếp nhận thông tin phân tích đánh giá độ tin cậy của thông tin trên truyền thông xã hội và cách thức tổ chức nội dung thông tin trong đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và thông tin tình hình thời sự trong thời gian gần đây. Thông qua tập huấn, nhằm góp phần trang bị kiến thức, kỹ năng giúp các cán bộ đảng viên tại cơ sở, ban chỉ đạo 35 các cấp nâng cao cảnh giác trước những âm mưu chống phá của đảng và nhà nước ta đồng thời ngăn chặn đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống những biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa giúp các chi bộ đảng bộ cơ sở nhận thức rõ vị trí vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong bối cảnh hiện nay